số tiền rút khỏi Binance tăng vọt. Trong 24 giờ vừa qua, Binance đã ghi nhận một số tiền lớn khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ được rút ra khỏi nền tảng. Cụ thể, số tiền này chủ yếu bao gồm 878 triệu đô la của stablecoin USDT Tether và 167 triệu đô la Bitcoin. Ngoài ra, nhiều tài sản khác như Solana, Tron, BUSD và XRP cũng đã bị rút ra mạnh. Có một điểm đáng chú ý là gần đây đã có khoảng 150 triệu đô la tiền điện tử hàng đầu rời khỏi Binance, đặc biệt là khi số lượng Bitcoin trên sàn giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chỉ còn lại 2,3 triệu. Mặc dù số tiền rút ra khỏi nền tảng là rất lớn, nhưng nó vẫn thấp hơn so với số lượng rút mà Binance đã xử lý trong quá khứ. Thông tin từ DeFi Llama cho biết rằng ví tiền điện tử của Binance hiện nắm giữ tài sản kỹ thuật số trị giá 57 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh này, giá Bitcoin vượt qua mức 30.000 đô la Mỹ lần đầu tiên từ đầu tháng 8, có thể do các tin đồn về việc duyệt quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, việc nhân viên rời khỏi Binance vẫn tiếp diễn, với giám đốc chi nhánh Pháp của sàn giao dịch Stephanie Cabosioras từ nhiệm. Điều này thêm vào danh sách các giám đốc cấp cao khác đã rời khỏi sàn trong năm nay. Cùng với đó, Binance đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý không ngừng gia tăng. Gần đây, một ủy ban quốc hội tại Brazil đã đề nghị truy tố CEO Binance, Trang Pengzhao và ba giám đốc điều hành khác của công ty vì các hoạt động liên quan đến chứng khoán gian lận, chào bán hoặc giao dịch không có sự cho phép. Georgia gia tăng nhận thức về lừa đảo tiền điện tử. Theo báo cáo, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10, 27 đại diện của cơ quan giám sát và lực lượng thực thi pháp luật tại Georgia đã tham gia khóa đào tạo tại Tbilisi, với mục tiêu là tăng cường kỹ năng trong việc xác định và điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và gian lận tài chính. Khóa học này được tổ chức bởi Văn phòng Điều phối Hoạt động Kinh tế và Môi trường của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, OSCEEA, hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, UNODC. Khóa học cung cấp cho các quan chức chính phủ những kỹ thuật tiên tiến và công cụ thực tế để điều tra các tội phạm tài chính thông qua tài sản ảo, bao gồm việc theo dõi các giao dịch tội phạm trên các blockchain khác nhau và các trường hợp thực hành. Mục tiêu chính của dự án này là hỗ trợ Georgia, Moldova và Ukraine trong việc tăng cường khả năng của các cơ quan quản lý quốc gia để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến tài sản ảo và các gian lận tiền điện tử, đồng thời cung cấp phần mềm phân tích để theo dõi tài sản ảo qua các blockchain khác nhau. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường khả năng của Georgia và các quốc gia khác trong việc đối phó với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Đồng sáng lập Consensus bị kiện vì không giữ lời hứa. Mới đây, hơn 20 cựu nhân viên của Consensus đã đệ đơn kiện nhà sáng lập Joseph Lubin với cáo buộc hứa hẹn nhưng không giữ lời khi có hành vi tước đoạt giá trị cổ phiếu và pha loãng vốn cổ phần của họ. Các cựu nhân viên cho rằng Lubin đã vi phạm cam kết ban đầu, trong đó ông hứa chia sẻ cổ phần công ty với họ. Theo đơn kiện ngày 19 tháng 10 năm 2023 tại Tòa án Tối cao New York, vào những ngày đầu thành lập Consensus vào cuối năm 2014, đầu 2015, ông Lubin đã tuyên bố rằng sẽ sử dụng khoảng 30% cổ phần sở hữu của công ty để thưởng cho nhân viên nhằm giữ chân họ và tạo sự hấp dẫn trong phúc lợi nhân sự. Tuy nhiên, vào năm 2020, ông Lubin đã chuyển tài sản của công ty bao gồm các công cụ crypto và thiết kế sản phẩm sang một công ty mới có trụ sở tại Hoa Kỳ, khiến cổ phiếu do những nhân viên ban đầu nắm giữ gần như vô giá trị. Các cựu nhân viên cũng cáo buộc ngân hàng đầu tư JP Morgan đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán chuyển nhượng tài sản và làm mất giá trị cổ phiếu của họ. Trái với phát ngôn của Consensus, một tòa án Thụy Sĩ đã đưa ra phán quyết ủng hộ các cựu nhân viên, kết luận rằng Lubin đã vi phạm cam kết của mình. Các cựu nhân viên đòi bồi thường toàn bộ thiệt hại do việc này gây ra. Hồng Kông cập nhật chính sách về tiền điện tử. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hàng hóa SFC của Hồng Kông thông báo rằng họ sẽ điều chỉnh chính sách liên quan đến mua bán tiền điện tử dựa trên những phát triển mới trên thị trường. Theo thông báo, sau khi cập nhật một số sản phẩm tiền điện tử sẽ chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và các bên trung gian, trong lĩnh vực tiền điện tử sẽ phải đánh giá kiến thức của khách hàng trước khi thực hiện giao dịch. SFC lưu ý rằng mặc dù tiền điện tử đang trở nên phổ biến tại một số nơi trên thế giới, thì quy định toàn cầu về tiền điện tử vẫn còn không đồng đều và những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử đã được xác định từ năm 2018 vẫn còn hiện hữu. Việc cập nhật chính sách này có thể là phản ứng trực tiếp đối với vụ việc liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX, nơi SFC đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại liên quan đến sàn này vào tháng 9 và có lẽ đây là một bước tiến để nâng cao sự nhận thức về rủi ro đối với nhà đầu tư tiền điện tử. ICE Network dục dịch triển khai KYC cho cộng đồng. ICE Network đang chuẩn bị thực hiện một bước quan trọng trong hành trình của họ với việc triển khai KYC bước 1 đối với một phần cộng đồng của họ. Theo thông tin mới nhất, 25% người dùng đã bắt đầu trải qua quy trình KYC này, tạo nên một sự bất ngờ và hào hứng trong cộng đồng.
Điều này đồng nghĩa với việc ICE Network đang thực hiện bước thử nghiệm quan trọng để đảm bảo rằng tính năng này hoạt động trơn tru và an toàn. Một điều đáng chú ý khác là dự kiến vào cuối tuần tới, KYC bước 1 sẽ được triển khai cho tất cả mọi người. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường an toàn và tin cậy cho cộng đồng của ICE Network. Sự chờ đợi đối với tính năng này là một minh chứng khác về sự hào hứng của cộng đồng trong việc tham gia vào dự án này. Với sự chuẩn bị kỹ càng và cam kết đáng tin cậy, ICE Network đang chứng tỏ mình là một phần quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng và sự quan tâm đang tạo ra cơ hội mới và làm tôn vinh tầm quan trọng của dự án này trong cuộc cách mạng tiền kỹ thuật số đang diễn ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTolisVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.